Người đẹp Chanaline Choirawarajat trở thành chủ nhân vương miện Miss Intercontinental 2023 Hoa hậu Liên lục địa. Trong đó, đại diện Việt Nam Ngọc Hằng dừng chân ở vị trí Á hậu 2. Chung kết Miss Intercontinental 2023 Hoa hậu Liên lục địa 2023 lần thứ 51 diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sunrise Ramon Sam Acre, Ai Cập với phần tranh tài của hơn 60 người đẹp đại diện cho các nước trên thế giới. Mở màn, đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2022 đến từ Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc diện áo dài cùng các thí sinh đồng diễn trên nền nhạc sôi động. Sau đó, MC công bố thí sinh đoạt giải Best National Custom trang phục dân tộc đẹp nhất là Diana Navarro đến từ Peru và Miss Photogenic người đẹp ảnh là đại diện Mexico Christiana Murillo. Giải thưởng quan trọng Power of Beauty thuộc về đại diện Thái Lan. Chachanalin Choirawarajat giúp cô được đặt cách vào top 7 chung cuộc. Miss Intercontinental Serbia Sara Dazizovic cũng tiến vào top 7 nhờ chiến thắng giải People's Choice Awards. MC công bố top 20 cô gái gồm Sierra Leone, Zambia, Cameroon, Myanmar, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam, Cộng hòa Séc, Nga, Ba Lan, Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Cuba, Mexico, Cộng hòa Dominica, Venezuela, Ecuador, Colombia, Puerto Rico. Ngay sau đó, các thí sinh bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội và áo tắm. Nhiều đại diện lựa chọn váy dạ hội đính kết cầu kỳ và thể hiện kỹ năng trình diễn nổi bật. Top 7 thí sinh nổi bật nhất chính thức lộ diện là Thái Lan, Serbia, Sierra Leone, Việt Nam, Nga, Mexico và Colombia. Ngọc Hằng xuất sắc chiến thắng giải Hoa hậu Liên lục địa châu Á và châu Đại Dương. Kết quả chung cuộc, chiếc vương miện danh giá đã chính thức thuộc về đại diện Thái Lan Chachanalin Choirawarajat. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 và 5 lần lượt được trao cho những thí sinh tới từ Mexico Christiana Murillo, Việt Nam Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Serbia Sara Dazanovic, Colombia Mesalat và Nga Daria Resta. Tân Hoa hậu năm nay 25 tuổi, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78, hiện là người mẫu và doanh nhân. Trước đó, cô từng giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2017 và Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan 2023. Về phía Ngọc Hằng, dù có phần thi ấn tượng, song chỉ dừng ở vị trí Á hậu 2. Trong phần thi ứng xử, Ngọc Hằng nhận được câu hỏi, điều gì khiến bạn trở nên khác biệt với những người đẹp cạnh tranh trên sân khấu đêm nay? Đại diện Việt Nam đã tự tin trả lời bằng tiếng Anh có nội dung như sau. Là một phần trong gia đình Miss Intercontinental, tôi đã có nhiều trải nghiệm và tôi nhận ra được rằng điều quan trọng nhất là việc mình được gặp gỡ những cô gái tài năng, xinh đẹp và luôn nỗ lực. Tôi tin bản thân là một cô gái tích cực, tạo ra sự kết nối với các thí sinh khác. Điều đó khiến cho tôi nghĩ rằng mình khác biệt so với những cô gái khác. Và biết không, trước khi tôi đến với Ai Cập, tôi đã nói với người hâm mộ tại Việt Nam rằng tôi muốn mang những hình ảnh đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam đến bạn bè khắp các lục địa để họ biết thêm về văn hóa của đất nước tôi. Và ngay bây giờ tôi đang đứng ở vị trí top 7, tôi đã chứng minh được điều đó, tôi đã làm được và tôi muốn nói rằng tôi là Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Miss Intercontinental Việt Nam 2023 và tôi đã sẵn sàng để chinh phục ngôi vị Tân Hoa hậu Liên lục địa 2023. Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Người đẹp cao 1m73, không chỉ sở hữu giọng hát hay mà còn giỏi cả bộ môn Karate Do. Ngọc Hằng đang là sinh viên của trường đại học Western Sydney nên cô có thể giao tiếp tiếng Anh tốt. Trước Ngọc Hằng, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh từng giành được vị trí Á hậu 4 và Hoa hậu Bảo Ngọc là người đầu tiên giành vương miện tại đấu trường nhan sắc này.